Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 66 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc bộ thiên hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy vượt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Nhân tiện mình cũng xin cảm ơn Nhóm bạn Dũng đã donate qua ví Momo để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân cả thành cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 66 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Lúc bây giờ Úc Khánh Sơn tức giận hừ một tiếng Thân hình đột nhiên trở nên vừa cao vừa gầy Toàn thân kim quang ché mắt Giống như Phật Đà Bàn tay to thò ra Chụp tới hai tay của Diệp Phúc Hắn cười lạnh mà nói Dám đoạt nữ nhân với ta Ta vẫn đứt hai tay của người trước vậy Lại vào lúc này đây Chỉ thấy đôi tay xé sách vượng hoàng tê tức đồ kia mở ra Lòng bàn tay có một kim bài nhỏ bé tinh xảo Kim bài dựng lên Xoay tròn trong lòng bàn tay phải của Diệp Húc Kim bài này mỗi khi quay được một vòng thì thể tích lại lớn thêm một phần. Chỉ thấy tốc độ quay của kim bài càng lúc lại càng nhanh, thể tích càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt liền cao tới hơn 10 trượng. Kim quang chói mắt, mặt chính có một chữ lệnh, mặt trái có một chữ lâm, ma khí tràn ra, mang theo cảm giác áp bách vô cùng nặng. Mà lúc này thân hình Diệp Húc vẫn bị nhốt trong phượng hoàng tê tức đồ. Bàn tay của Úc Khánh Sơn chưa hạ xuống, chui của kim bài bị Diệp Húc nắm ở trong tay phải, vù một tiếng đánh tới Úc Khánh Sơn một cái lệnh bài thật tốt đáng tiếc người căn bán không phát huy được quy lực vốn có của nó khiến bảo vật không được trọng xuống, vẫn là giao cho ta đi úc khánh sơn mừng rỡ bỏ qua việc vặn đứt hai tay của giờ phúc ngược lại chụp tới kim bài kia cười to mà nói trong thiên hạ này không có bảo vật nào là ta không thể thu được thiên đạo giáo hóa thiên hắn quát lớn một tiếng quanh thân vô số văn tự trào ra mỗi một văn tự đều là một thiên giáo hóa kinh văn tiếng tụng kinh từ trong những văn tự đó trào ra văn tự ảo ảo phóng hướng kim bài đây là thuật tế luyện mạnh nhất của nho vu thiên đạo tông nghe đồn thời biến cổ thánh giả nho gia hành tẩu trên thế giới truyền bá kinh điển nho gia giáo hóa chúng sinh khiến chúng sinh biết thiện ác thị phi dù là ma đầu cũng sẽ cải tạo quy chính quy y nho môn trở thành học giả uyên thâm trở thành người lương thiện thiên đạo giáo hóa thiên chính là thoát thai như thế một thiên kinh văn giáo hóa ra liền có thể thu phục yêu nghiệt hàng phục vu bảo thậm chí có thể cảm hóa thiên ma, làm cho chúng tự cảm thấy nghiệp chứng nặng nề, cúi đầu chờ giết. Úc Khánh Sơn ánh mắt nhẹ bén, lướt mắt một cái, liền nhìn ra được kim bài trong tay Diệp Húc không phải vật phàm, mà với tu vi và thực lực của Diệp Húc vẫn chưa thể phóng thích hoàn toàn uy năng của kim bài, bởi vậy mới muốn thu bảo, định cưỡng ép thu bảo vật này. Mang đến cho ta. Đôi bàn tay của hắn chạm vào bề ngoài kim bài, vô số giáo hóa kinh văn chen trúc vào, ao ao vào trong kim bài, mà tiếng tụng kinh càng lúc lại càng to răng rắc một tiếng hai tay của hắn truyền đến tiếng xương gãy bị kim bài đánh vào đánh hắn cả người từ trên cao rơi xuống đất đập lên sa mạc một hố lớn chỗ rơi xuống từng đám mây nấm khổng lồ từ từ dâng lên lúc này đám người vây xem không có một ngàn cũng có tám trăm vốn là không hề coi trọng diệp Húc úc khánh sơn chính là con cưng của trời cho dù tu chất hay vận khí đều tốt đến biến thái không chỉ có bảo vật trên người nhiều không đếm xuể hơn nữa thực lực cũng cực kỳ hùng mạnh thậm chí khiêu chiến vượt cấp tiêu diệt cả cường giả nguyên thai kỳ. Hắn tu luyện tuyệt học tối cao của đạo nho thích tam đại chính đạo. Trong tam đại tuyệt học này có phương pháp thu vô bảo của người khác. Khi giao thủ cùng người, loại tình cảnh nghịch thiên như vô bảo của đối phương đột nhiên vứt bỏ chủ nhân đầu nhập vào hắn cũng từng đã xảy ra. Làm cho bọn họ không ngờ là lần này Úc Khánh Sơn lại chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Một gã đệ tử Thái Thượng Đạo Tông lẩm bầm nói Úc Khánh Sơn không thu được vũ bảo của đối phương ngược lại trở thành rùi bọ bị người ta vỗ xuống ta có nhìn 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 lầm không vậy Úc Khánh Sơn quả thật bị người ta coi thành rùi bọ mà vỗ xuống kìa hắn có chỗ dựa rất lớn dù cho thực lực có như thế nào đi chăng nữa nếu không có chỗ dựa chết hẳn là đối phương thì phải hắn ta thuận buồm suy gió sống quá thoải mái lần này hắn bị chèn ép một lần nhất định sẽ càng thêm hùng mạnh càng thêm biến thái thôi mà thiếu niên này là ai vậy sao lại đi cùng tiểu công chúa thiên yêu cung vậy Thực lực của hắn ta cũng không kém Không ngờ lại làm cho Úc Khánh Sơn ăn mệt như vậy hey, Mặc kệ hắn ta là ai Hắn chết chắc rồi Úc Khánh Sơn chính là thiên tài không xuất thế trong chính đạo ta kìa Thậm chí giáo chủ tông chủ Nho, thích, đạo, tam đại phái Đều kỳ vọng vào hắn ta Cho rằng hắn ta là nhân tài có khả năng trở thành vua hoàng nhất kìa Nếu như hắn ta mà đánh thật Thì thiếu niên này sẽ chết vô cùng thê thảm Sao? Thu kim bài của ta sao? Úc Khánh Sơn, ngươi đây là muốn chết sao? mà lúc này Diệp Húc bước ra khỏi Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, hai chân đứng trên mặt tranh, theo gió mà phiêu động, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống mây nấm ở phía dưới. Nếu là Vu Bảo khác, nó không chừng thật sự đã bị Úc Khánh Sơn dùng thiên đạo giáo hóa thu đi, nhưng kim bài này chính là do tông chủ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông tự tay luyện chế, đại biểu cho tín vật của Hoàng Tuyển Ma Tông, trong đó có một luồng tinh hồn của bá chủ như Thủy Hoàng Đế. Hai vị nhân vật này hoàn toàn có thể nói là tà trong tà, ma trong ma dù là tông chủ thiên đạo tông tự mình thi triển thiên đạo giao hóa cũng không thể hàng phục được nó úc khánh sơn lại càng không được được ta sống đến giờ đây là lần đầu tiên chịu thiệt như vậy trong đám mây nấm kia truyền đến tiếng giận quá hóa cười của úc khánh sơn chỉ thấy một đám người từ trong mây nấm từ từ đứng lên tiểu tử người chọc giận ta khiến ta đánh thật rồi người sẽ chết thảm thật sự rất thảm nói nhiều như thế vô nghĩa thôi Diệp Húc nhắm hai mắt lại rồi đột nhiên mở ra hai luồng linh quang một đen một trắng từ trong mắt hắn bắn ra lần lượt quấn quanh vù một tiếng đấm vào trong mây nấm xẹt xẹt mà cắt từ xa nhìn lại mắt của Diệp Húc bắn ra hắc bạch thần quang hai làn linh quang tựa như hai con hắc bạch song dao vô cùng hung ác đầu thò vào trong đám mây ra sức quấy động trong phút chốc liền cắt nát đám mây nấm âm dương nhị khí sao không ngờ ngươi có âm dương nhị khí chuyên chém kim thân tiếng kêu thảm thiết của úc khánh sơn truyền đến vô cùng phẫn nộ không ngờ người cũng có thể làm ta bị thương nhưng ta đã luyện thành kim đan bất diệt thân thân thể mạnh tới mức người không thể tưởng tượng được âm dương nhị khí của ngươi không chém nổi ta đâu hắn gào thét thoát thân khỏi âm dương nhị khí mình đầy thương tích quần áo rách nát bị khắt cho tả tơi giống như một tên ăn mày vừa ra khỏi bãi rác làm sao còn bộ dạng công tử trọc thế phong độ nữa đây quần áo trên người của hắn ta cũng là một kiện trọng bảo tên là thiên phong bảo y lực phòng ngự hùng mạnh cực kỳ, lúc này lại bị hủy hoàn toàn dưới âm dương dị khí của diệp húc. âm dương nhị khí tuy rằng không tế, nhưng ta cũng có trọng báo Hắn phóng lên cao, quân thiên tiên tháp chín tầng ở trên đỉnh đầu, một viên kim đan xuất hiện, chính khí như cầu vòng, một luồng kim đan kim quang như kiếm từ trong quân thiên tiên tháp bắn ra, đềm nhiên mà nói, số mệnh của ta hưng thính, trời cao chiếu cố, những kim tinh khí đó chính là ta dùng kim tinh khí luyện thành. Giết người thật đơn giản Xẹt một tiếng Kim khí đâm phá trời cao Đánh thẳng tới Diệp Húc Hắn quả thật như lời hắn đã nói Số phận hưng thịnh Được trời cao chiếu cố Thậm chí cả kim tinh khí Cũng đến tay Hắn sử dụng luồng kim tinh khí này So với một tia kim tinh khí kia của Diệp phúc Lớn hơn không biết bao nhiêu Vận hành thành một làn kiếm khí Kim tinh khí vô cùng sắc bén Hơn hẳn âm dương nhiệt khí Ngụy Hiên thậm chí dùng một luồng hào quang của Diệp Phúc kia liền có thể chặt đứt kim kiều của Diệp Phúc nếu như bị luồng kim kiều kim tinh khí kia chém trúng thân thể và nguyên thần cho dù là đám nhân vật như ngụy hiên cũng phải nuốt thận tại chỗ vận khí của úc khánh sơn thật sự là tốt đến đáng sợ đinh một tiếng luồng kim tinh khí này đâm vào trên kim bài không ngờ không thể đâm phá được kim bài này lập tức kim quang lưu động định vượt qua kim bài chém tới diệp húc diệp húc tay trái chống bạch vũ tán tay phải cầm tông chủ kim bài thiên cơ tán đột nhiên khẽ động ngay lập tức dứt bỏ kim tinh kiếm khí đi đến cạnh úc khánh sơn mắt hắn bắn ra hai luồng thần quang một đen một trắng cuốn hướng úc khánh sơn cùng lúc đó tay phải xoay kim bài đánh xuống thật mạnh chết đi tốc độ của thiên cơ tán rất nhanh không gì sánh nổi thậm chí còn hơn hẳn kim tinh kiếm khí úc khánh sơn vội vàng lui ra sau né tránh công kích của kim bài âm dương nhiệt khí xùi xùi cắt tới đuổi theo không buông khốn kiếp khốn kiếp sao ta lại có thể bị người áp chế được úc khánh sơn dần dữ cười lên bên trong quân thiên tiên tháp chín tầng kia đột nhiên lao ra một kiện vu bảo giống như lô bồng gắn lên đỉnh đầu của hắn ngăn cản thế cắt của âm dương nhị khí úc khánh sơn rơi vào trong lô bồng âm dương nhị khí cắt tới lại bị lô bồng đỡ lô bồng này so với ngũ đế hoa cái còn cứng hơn chính là bảo vật của nguyên thủy thánh tông tên là lô bồng nghe nói là nơi nghỉ ngơi của thiên đế đương nhiên cái lô bồng này không phải là lô bồng của di la thiên đế mà là chế phẩm hắn tự mình luyện chế theo tuy rằng là thứ mô phỏng nhưng kiện lô bồng này phòng ngự tuyệt đối không kém thậm chí âm dương nhị khí cũng không thể cắt được diệp phúc xoay kim bài hung hăng đánh xuống đập cho lô bồng ánh lửa văng khắp nơi hắn nâng tay hạ tay liên tục nện xuống kiện trong bảo này bị đánh liên tục bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn đập dẹt kim tinh kiếm khí đuổi theo bắn vào sau đầu của diệp phúc diệp phúc quay đầu nhìn lại âm dương nhị khí và kim tinh kiếm khí va vào nhau sệt sệt rung động hai loại bảo vật này rằng co cùng một chỗ trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Tuy rằng chất lượng của kim tinh kiếm khí cao hơn âm dương nhị khí, nhưng Úc Khánh Sơn cũng không đoạt được nhiều kim tinh khí cho lắm, mà âm dương nhị khí của Diệp Húc lại vừa dài vừa to, bị kim tinh kiếm khí đánh ra một lỗ thủng, liền bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị được. Tên tiểu tử này nhảy ra từ đâu sao lại mạnh như vậy? Úc Khánh Sơn đứng ở trong lô bồng, tâm lạnh hẳn, khẽ động tâm niệm, lô bồng gào thét bay ra phía sau, Diệp Húc cầm ô trắng trong tay, vững vàng đuổi theo phía sau Lô Bồng. Hai kiện vu bảo này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra hơn 10 dặm, bỏ xa mọi người. Không ngờ, Ô Khánh Sơn lại bị bức phải tháo cháy. Cái loại tình cảnh này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Một gã vũ sĩ thất thần nói: "Tiểu tử kia, đến tụt cùng là ai? Thật là mạnh nha." Mà kệ hắn ta là ai, không tức với tiểu công chúa thì nếu cung lúc này còn bị nhốt trong Phượng Hoàng Tê tức đồ, tiện nghi cho ta rồi trong đó một tên cười giơ tay chụp tới phượng hoàng tê tức đồ vù một tiếng người này còn chưa đến gần phượng hoàng tê tức đồ một cây phủ tăng kim trượng hung hăng đập tới đập hắn ta đập nát lập tức phủ tăng trượng nện lên trên phượng hoàng tê tức đồ đánh cho kiện trọng bảo này giãn nứt khoa phụ mão thu phủ tăng kim trượng giơ tay chụp tới bức tranh rách nát kia cười ha ha nói khổng tước đừng sợ em rẻ tới đây phượng nha đầu cũng đừng sợ anh rẻ tới cứ muội hắn ta đưa khổng tước và phượng yên nhu từ trong phượng hoàng tê tức đổ ra lập tức đánh nát tấm tượng bảo này ánh mắt nhìn hướng diệp phúc và úc khánh sơn rời đi ha ha cười nói hai vị này đều rất mạnh khí lực cũng không nhỏ ta đi xem sao hắn mở hai chân gào thét phóng đi phía trước biến mất trong đại mạc vượng nha đầu nhớ rõ thay ta ở trước mặt tan tí của muội nó là tốt đẹp đấy vâng mão thúc thúc à <laughs> ngày xưa đều là kẻ khác đuổi giết ta ngày nay đây là lần đầu tiên ta đuổi giết kẻ khác cái loại cảm giác này quả nhiên thật thích mà lúc bấy giờ sau khi diệp phúc theo sát úc khánh sơn ánh mắt sắc bén hai luồng âm dương nhiệt khí bay lượn xung quanh thân không ngừng va chạm với kim tinh kiếm khí khi thì như chăn khi thì như rồng khi thì hóa thành cây khiên lớn biến hóa khôn lường mà trong tay của hắn một thanh kim bài cao ước chừng 10 trượng giống như một bức tường vàng không ngừng hạ xuống đánh thật mạnh hướng úc khánh sơn chiêu thức vô cùng đơn giản chỉ làm một chiêu chính là đánh xuống định dùng một chiêu đơn giản nhất đánh dẹt lô bồng sau đó dẹt luôn úc khánh sơn mà tay trái của hắn lại cầm một cây rủ trắng luôn luôn trụ trong tay bất kể hắn dùng bao nhiêu lực đạo thiên cơ tán vẫn không chút động đậy cây rủ này khiến cho hắn không hề kém tốc độ của úc khánh sơn khiến hắn không chậm hơn một bước ổn định theo sát phía sau úc khánh sơn khiến hắn kinh hãi chính là không ngờ bảo vật trong tay úc khánh sơn còn nhiều hơn cả hắn hơn nữa mỗi một thứ đều là tinh phẩm mỗi một kiện vũ bảo đều có uy năng hùng mạnh đến cực đoan gần như không kém kim tinh kiếm khí là mấy úc khánh sơn giống như một kho báu bên trong quân thiên tiên tháp chín tầng của hắn luôn không ngừng có vu bảo lao ra ngăn cản kim bài trong tay của diệp phúc nếu không phải kim bài trong tay diệp phúc là do tông chủ trước của hoàng tuyển ma tông luyện chế chất lượng hơn xa bảo vật trong tay úc khánh sơn chỉ sợ đã sớm thua rồi một thanh kim bài trong tay diệp phúc liền đủ để khắc chế tất cả bảo vật của úc khánh sơn bất kể hắn ta sử dụng loại vu bảo nào uy lực mạnh ra sao khi bị kim bài đánh phải đều bị chụp dẹt chụp vỡ hết dù vậy trong lòng của diệp phúc cũng là thất kinh bảo vật của úc khánh sơn thật sự quá nhiều nhiều khiến cho hắn có chút chết lặng hủy diệt nhiều bảo vật như thế thậm chí cả hắn đều thấy tiếc nhưng úc khánh sơn không có chút cảm giác nào hiển nhiên đó chỉ là một cộng lông trong quân thiên tiên tháp của hắn mà thôi hơn nữa theo diệp phúc không ngừng dùng âm dương nhiệt khí hai luồng linh khí này với thân thể hắn phụ tải đã tăng lên thật cao khiến hai mắt của hắn không ngừng chảy ra máu đen, tầm mắt dần dần cũng có chút mơ hồ. Nếu không thể giết được kẻ này, chỉ sợ ta chỉ còn đường rút lui. Nếu không hai mắt của ta vô cùng có khả năng sẽ bị âm dương địa khí chọc mù. Úc Khánh Sơn cũng phát hiện hai mắt hắn chảy xuống hai hàng máu đen, lập tức hiểu được khuyết điểm của Diệp Húc, liền cười ha ha, hào khí bốn phương mà nói: Tiểu tử, ta còn tưởng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, thật không ngờ vận dụng âm dương địa khí cũng là một loại cánh nặng với ngươi. Ta chỉ cần chống đỡ thêm một lát nữa thôi Người sẽ tự mình thua rồi Âm dương nhị khí của ngươi Kim bài của ngươi Còn có cây dù trong tay của ngươi kia Tất cả cũng sẽ thuộc về ta thôi à, 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 Ta quả nhiên là nhân vật tập hợp vận khí thiên địa một thân Tuy rằng bị ngươi bức cho không thể không nhượng bố Tuy rằng bị ngươi đánh cho bị thương Nhưng trong nghe mắt nữa thôi Ta liền được tất cả vũ báo trên người của ngươi rồi Vũ bảo của ngươi Tài sản của ngươi Công pháp của ngươi Linh mạch của ngươi tất cả tất cả sẽ đều thuộc về ta cả hắn ta cất tiếng cười to vô cùng vui sướng nhìn về phía diệp húc như đang nhìn một người đã chết vậy diệp húc tâm tình lại càng thêm bình tĩnh giống như một giếng nước không gợn sóng úc khánh sơn quả thật là một đối thủ cực kỳ hùng mạnh hơn nữa hắn ta còn có được bảo tháp 9 tầng là thể chất đặc thù người như thế chính là trong hàng tỷ người mới có một nhưng úc khánh sơn so ra vẫn kém ngụy hiên bất kể là tu vi hay thực lực đều xa xa không bằng ngụy hiên ngay cả ngụy hiên cũng bị ta chém thân thể ta không tin ta không chém được ngươi Giờ húc khít vào một hơi thật dài đột nhiên chính khẩu đại đỉnh lao ra đỉnh trong sông sục sôi phát ra tiếng sóng như tiếng nổ vang kiểu đỉnh tê xuất đính 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 chín khẩu đại đỉnh chấn áp trong nháy mắt thời gian thiên địa nguyên khí đều bị định trụ đại mạc đột nhiên trở nên yên lặng như tờ không nghe thấy một tiếng vang nào chẳng những thiên địa nguyên khí bị chính khẩu đại đỉnh này tịnh trụ thậm chí kim tinh kiếm khí của Úc khánh sơn lúc này vận hành cũng trở nên chậm chạp không hề linh động khó chơi như trước nữa chính khẩu đại đỉnh này chấn áp tất cả cho dù là úc khánh sơn cũng cảm thấy được chân nguyên của mình lưu thông không trôi chảy nhưng tu vi của hắn ta thâm hậu loại cảm giác này nhanh chóng biến mất kiểu đỉnh hạ ra sao chém cho ta hắn quát lên một tiếng kim tinh kiếm khí đột nhiên thoát khỏi âm dương nhị khí phóng lên cao giống như một luồng hồ quang chém tới hướng kiều đỉnh ta muốn chém vỡ tất cả chính khẩu đan đỉnh của ngươi phế bỏ tu vi của ngươi kim tinh kiếm khí của hắn chính là kim tinh khí luyện chế mà thành sắc bén vô cùng một kiếm chém tới tất có thể chém cả diệp phúc và kiều đỉnh thành hai nửa kiều đỉnh hợp nhất chấn áp thần châu diệp phúc làm như không thấy luồng kim tinh kiếm khí kia hai luồng âm dương địa khí từ từ lui về trong hai mắt hợp thân đánh tới úc khánh sơn chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh trên đầu hắn đột nhiên từng đôi từng đôi kết hợp là một trong chớp mắt từ chín đỉnh kết hợp thành một đại đỉnh tản giao uy lực cùng áp lực càng hùng mạnh hơn oanh một tiếng sa mạc đột nhiên sụt xuống một cái hố hình một cái đỉnh thật lớn phạm vi hơn 10 dặm sâu đạt vài dặm mà trong không trung cũng xuất hiện một cái hình đỉnh không khí bị nén ép ngưng tụ thành một cái bình chướng hình đỉnh cực lớn hố và bình chứng kia cũng là uy năng bộc phát do chín đỉnh hợp nhất chấn cho sa mạc và không trung không chịu được thương thiên lật nghiêng đại địa lõm xuống hình thành một phong ấn cực lớn luồng kim tinh kiếm khí kia còn chưa đến gần người đã như đồng nhập vũng sâu hoàn toàn bị đóng trên không trung hình hành động khó khăn từ từ di chuyển về phía trước không chỉ luồng kiếm khí này thậm chí cả lô bồng và bản thân úc khánh sơn đều bị khẩu đại đỉnh này định trụ không thể nhúc nhích răng rắc một tiếng chính đỉnh hợp nhất thành một khẩu đại đỉnh kia dường như khó có thể chịu đựng được quy năng của bản thân vách đỉnh bắt đầu xuất hiện một vết nứt đây là khiếm khuyết khi hợp nhất chín đỉnh kiểu đỉnh hợp nhất chứ đựng quy năng tăng cấp bội không phải là 9 lần mà là 81 lần bởi vậy mới có thể định trụ kim tinh khí nhưng quy năng lại quá mạnh làm cho bản thân nó cũng không thể chịu được hơn nữa chín dòng sông chân nguyên vô cùng hùng hậu của diệp phúc kia đánh lại đánh đại đỉnh dặn nứt răng rắc răng rắc vách đỉnh lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt trong chớp mắt vách tường của khẩu đại đỉnh này tựa như một cái mạng nhện vậy đây là cấm thuật với giây phúc mà nói tuyệt đối là một loại cấm thuật chiêu số cuối cùng đồng thời cũng là chiêu số nghiêm cấm sử dụng nếu như kiều đỉnh của hắn phá nát chân nguyên sẽ mất đi khống chế giống như con ngựa hoang thoát cương khiến tu vi của hắn đau khổ tu luyện hóa thành hư ảo đánh hắn thành phạm nhân nhưng đồng thời đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn vạn pháp tề xuất thêm vào thân ta Diệp Phúc hoàn toàn không phát hiện tính nguy hiểm của hành động lần này của mình, lấy một khẩu đại đỉnh định trụ thiên địa vạn vật, trong đỉnh vô số dị thú thượng cổ chen chúc nhau chui ra, ao ao tương vào trong cơ thể của hắn. Bên trong thân thể hắn lập tức vô số móng vuốt to khỏe từ trong bách khiếu thỏ ra, có vuốt kỳ lân đen như mực, có móng vuốt phượng hoàng, khớp xương chơ gầy, có móng vuốt cùng kỳ đỏ như máu, có chân thanh giao toàn thân làm vẻ xanh, có móng chu tước hừng hực lửa đỏ, đủ mọi chủng loại tản ra yêu khí ngút trời đều bắt lấy tông chủ kim bài kia âm um, âm um, uy năng của kim bài tông chủ được hắn phát ra trước nay chưa từng có rõ ràng biến thành một cái màn lớn che trời hung ngang chụp sướng úc khánh sơn hoàng tuyển thánh lãnh như ta đích thần tới bên trong kim bài đột nhiên truyền đến tiếng một người đột nhiên hình dạng toàn bộ kim bài xảy ra biến hóa biến thành một bàn tay vàng chói ngang nhiên chụp tới lô bồng của úc khánh sơn luồng uy năng này lớn như thế cuộn cuộn như thế vượt xa một kích mạnh nhất của nguyên thần của ngụy hiên một trưởng hạ xuống thiên địa dường như lọt vào bóng tối loại dị biến này ngay cả diệp phúc cũng không ngờ đến loại lực lượng mạnh mẽ này gần như uy năng của hư ảnh cấm bảo cho dù là ngụy hiên cũng sẽ bị một kích diệt trừ mà giờ phút này diệp phúc có thể cảm thấy được tâm niệm của mình liên kết với kim bài ý chí của mình chính là ý chí của kim bài chính mình đang thao túng bàn tay vàng chó này công kích tới Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn cũng không hề đoán được biến cố này, ngơ ngác nhìn bàn tay kia bắt lấy mình. Luồng uy năng hùng mạnh này khiến cho hắn cảm giác được bản thân mình chắc chắn sẽ bị bàn tay này diệt trừ dễ dàng. Bất luận là loại thể chất đặc thù nào, bất luận tu luyện loại tâm pháp gì, bất luận được truyền thừa của nho thích đạo tan gia đều tuyệt đối không thể chống lại bàn tay này. Không thể nào, ta tập trung số mệnh thiên hạ, đạt được truyền thừa cao nhất của thiên đạo. Lại là một trong ngũ đại thể chất đặc thù Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được Không, không thể nào Hắn điên cuồng mà giống to Một luồng lực lượng không biết bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể của hắn Luồng lực lượng này hùng mạnh trước nay chưa từng có Thậm chí phá nát kiều đỉnh chấn áp Khiến tu vi và thân thể của hắn đều khôi phục lại tự do Đây chính là bí mật của thể chất đặc thù Khi đối mặt với áp lực của cái chết sẽ thức tỉnh Khiến thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng Để chống lại nguy hiểm trước nay chưa từng có tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên, vừa mới phá tan nguyên an kỳ, bước vào tam thai cảnh. Bàn tay vàng kia hạ xuống, chỉ bắt một cái, liền làm cho lô bồng dập nát, thuận thế đè hướng Úc Khánh Sơn. Lượng lực lượng thần bí trong cơ thể Úc Khánh Sơn vừa mới bắt đầu thức tỉnh, bị bàn tay kia ép cho không thể động, cho dù hắn có được lực lượng thông thiên cũng không thể chống lại được. Ta, ta sẽ không chết, ta là con của trời. Tương lai ta còn phải trở thành vua hoàng, trở thành thiên đế, tuyệt đối không thể chết ở trong tay một tên tiểu bối vô danh được. Úc Khánh Sơn điên cuồng la to, liều mạng thúc dục luồng lực lượng thần bí trong cơ thể kia, nhưng vẫn luôn bị chặn, khiến hắn tuyệt vọng vạn phần. Úc Khánh Sơn, ngươi có thể chết được rồi. Diệp Húc thao túng bàn tay kia hạ xuống, hắn mạo hiểm tu vi bị phế mới đổ lấy được cơ hội này, chính là giờ phút này đây. Dừng tay. Một thanh âm chấn động thiên địa đột nhiên phá đâm vào trong tay của Diệp Húc, chấn hắn đầu óc chóng váng, chỉ thấy một bàn tay mượt mà phá vỡ chấn áp của kiều đỉnh hợp nhất chộp tới Diệp Húc bàn tay trắng trẻo này bao phủ phạm vi vài dặm ngón cái và ngón trỏ đem một chuỗi chẳng hạt đáng sợ tổng cộng có 108 viên lần chẳng hạt trong suốt trong hạt non xanh nước biếc giống như một đám thế giới bị phong ấn bên trong lần chẳng hạt này vậy cấm bảo của tiểu quang minh thánh địa bàn tay hư ảnh tôn đại phật sao diệp phúc cả kinh trong lòng không vội giết Úc khánh sơn vội vàng thao túng bàn tay vàng kia nghênh hướng bàn tay đại phật khổng lồ tới úc khánh sơn cười ha ha cực kỳ đắc ý mà nói ta quả nhiên là con của trời cao thủ trong sư môn quả thật sẽ là lúc khẩn cấp ra tay cứu ta xoẹt một tiếng hắn ta còn chưa nói xong đột nhiên trước mắt hiện ra một làn hào quang trắng cắt qua cổ của hắn giờ phúc quay đầu lại nhìn hướng hắn mỉm cười nói à ta quên nói cho ngươi ta cũng có một luồng kim tinh khí tuy không bằng kim tinh kiếm khí kia của ngươi thế nhưng dùng để giết ngươi thì thoải mái rồi mà vào lúc này bàn tay vàng rứt cuộc đụng vào bàn tay phật kia Úc Khánh Sơn vừa chết, quân thiên tiên tháp chín tầng của hắn lập tức tan rã. Diệp Húc từng thấy tình cảnh không ít vũ sĩ chính ma lưỡng đạo chết, Ngọc Lâu hay bảo tháp của bọn họ đều là trong thời gian ngắn liền tan rã hoàn toàn. Bảo vật cất chứa đều rơi hết xuống. Mà tòa quân thiên tiên tháp chín tầng này thì lại khác, tòa bảo tháp này chính là từng tầng, từng tầng phân giải, dần dần lan lên trên, tốc độ cũng không nhanh. Mỗi một tầng bảo tháp vân giải xong, không biết bao nhiêu vu bảo rơi xuống. Những vu bảo đó nhiều đến mức dù là Diệp Húc là kẻ đã từng chứng kiến kho báu Tây Hoàng cũng không thể không hoa mắt chóng mặt. Bảo vật cất giữ trong tầng thứ nhất của bảo tháp của Úc Khánh Sơn có hơn trăm kiện, chủng loại phức tạp, cái gì cũng có. Những vu bảo và tài liệu đó gần như chôn vùi diệp phúc, mỗi một kiện cũng không kém lâu bồng, mỗi một kiện uy năng đều cực kỳ hùng mạnh. Tầng thứ hai bắt đầu phân giải, từng cuốn kinh thư rơi xuống, diệp phúc không khỏi ánh mắt sáng lên, huy tay áo thu hết mấy thứ này lại. Chết rất tốt, chết rất hay. Nếu hắn ta không chết, Tạ nó no thế nào được đấy Mà ở giữa không trung Bàn tay kim bàn biến thành Cuối cùng đông vào bàn tay Phật đà kia Bàn tay kim quang bộc phát ra ôi năng Đủ để sánh với hư ảnh cấm bảo Nhưng bàn tay Phật đà trắng trẻo Từ xa tới kia cũng là hư ảnh cấm bảo thực sự Đại Phật của tiểu quang minh thánh địa Tương truyền là đã lưu truyền từ thời viễn cổ man hoang tới nay Ngày ngày đêm đêm tháng tháng năm năm Vẫn đứng sừng sững ở đỉnh tiểu quang minh Toàn thân như ngọc Phật quang chiếu rọi rửa sạch tâm linh vô sĩ, tâm ma bất sinh Mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa liền thành lập trên đỉnh đầu Tôn Đại Phật này, trở thành một môn phái chính đạo mạnh nhất đương thời. Tôn Đại Phật này là xác chết của một vị cổ Phật viễn cổ, mà trong truyền thuyết cổ Phật cùng tiên nhân viễn cổ cùng tồn tại. Tuy rằng không biết Tôn cổ Phật này vì sao mà lại chết, bị người luyện thành cấm bảo, nhưng nguyên năng của cổ Phật không vì ông ta chết đi mà mất đi. Cổ Phật vẫn là một trong những cấm bảo mạnh nhất đương thời có thể trở thành thánh địa của chính ma yêu phải có cấm bảo chấn thủ nếu không thì không thể gọi là thánh địa sẽ không là đại phái bàn tay kim quang cùng ngọc thủ phật đà cuối cùng cũng đụng vào nhau im hơi lặng tiếng loại cường độ va chạm này năng lực bộc phát ra đã đạt tới tình cảnh không thể tin nổi tuy rằng im lặng nhưng đã có từng luồng dao động hùng mạnh bộc phát ra oanh một tiếng kiều đỉnh hợp nhất của diệp phúc rốt cuộc bị luồng năng lượng này phá vỡ khẩu đại đỉnh kia vỡ nát giữa trời vô số tài liệu bay ra khắp nơi mà vừa mới bay ra mấy trường liền hóa thành cho bụi không còn tồn tại nữa chín dòng chân nguyên của hắn cũng trong nháy mắt bị dư âm nén ép thu nhỏ lại như chín con run bất cứ lúc nào cũng có thể bị chèn phá xóa bỏ nếu chín dòng chân nguyên bị xóa bỏ tu vi của hắn sẽ bị phế bỏ hoàn toàn luân thành một cao thủ võ đạo cảnh giới tiên thiên trở về diệp phúc khét lớn tế khởi ngọc lâu chín dòng chân nguyên lập tức chưa vào trong ngọc lâu của hắn chín dòng chân nguyên này vừa mới vào trong ngọc lâu không bị dư âm của hai bàn tay kia đè ép lập tức phồng lên lại hóa thành chín dòng sông lớn ao ao chảy vào trong không gian ngọc lâu chín dòng sông này còn khổng lồ hơn cả đa đỉnh dài ước chừng 10 dặm hơn nữa lúc này đã không có áp lực từ bên ngoài chân nguyên của hắn bắt đầu điên cuồng trôi đi từng dòng sông đang nhanh chóng rút lại cái loại tốc độ này không đến được canh giờ nữa tu vi của hắn sẽ bị phế đi chu thiên trận đồ chấn áp thân hình của Diệp Phúc run run, đại chu thiên tinh đấu trận đồ từ người hắn bay ra, gào thét nhảy vào trong ngọc lâu, vù một tiếng mở ra, bao phủ hết chín dòng sông chân nguyên. Tấm trận đồ này vừa mới thu chín dòng sông chân nguyên vào, đột nhiên xẹt một tiếng, nhăn nhúm lại, gần như bị dòng sông chân nguyên của hắn cắn nát. Chu thiên tinh phiên, quý vị tinh đấu, chấn áp. Bên trong thân thể Diệp Phúc, từng mặt tinh phiên bay lên, nhảy vào trong ngọc lâu, đều tự trở về vị trí cũ dung nhập vào trong tinh đấu lực lượng chấn áp lập tức tăng lên hơn mấy chục lần. Dòng sông chân nguyên của hắn vẫn run lên dữ dội, chân nguyên không ngừng mất đi, tuy rằng tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng Diệp Phúc dám khẳng định, với loại tốc độ này, chân nguyên của hắn trong 6 canh giờ sẽ hết sạch không còn gì nữa. Kim Kiều lên. Hắn cắn chặt răng, tế khởi kim kiều, cây kim kiều này bị Ngụy Hiên chém thành hai đoạn, uy năng giảm đi, chấn áp phía trên đại chu thiên tinh đấu trận đồ vẫn không thể dừng được thế trôi đi của chân nguyên tu vi của hắn quá hùng hậu thậm chí kim kiều cũng không thể chấn áp chỉ có luyện chế lại kiều đỉnh mới có thể cất chứa được tất cả chân nguyên thiên cơ tán hóa đỉnh dung nạp diệp phúc khẽ động tâm niệm thiên cơ tán cũng chui vào trong ngọc lâu hóa thành một khẩu đại đỉnh thu chu thiên trận đồ vào trong có đại đỉnh của thiên cơ tán biến thành hơn nữa nhiều bảo vật như vậy chín dòng sông chân nguyên của hắn cuối cùng cũng ổn định lại tuy rằng chân nguyên vẫn còn mất đi nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều loại tốc độ này đủ để diệp phúc chống đỡ được mấy tháng. hắn nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này bàn tay kim quang bắt đầu bị phá nát, bị hư ảnh ngọc thủ Phật Đà hoàn toàn áp chế. nói thêm, đây là đối kháng giữa diệp phúc và cao nhân tiểu quang minh thánh địa không bằng nói đây là so đấu giữa tông chủ trước hoàng tuyền ma tông và sát chết vị Phật Đà viễn cổ kia. tuy rằng vị tông chủ trước kia đã mất, nhưng nhờ vào kim bài này có thể liều mạng với thi thể Phật Đà của tiểu quang minh thánh địa một lần. lúc này đây vị tông chủ trước của hoàng Tuyến ma tông đã hoàn toàn bại trận dù sao tu vi cảnh giới của ông ta đều kém xa không địch lại được vị phật đà viễn cổ kia có thể nói là dù thua cũng vẫn vinh quang bàn tay kim quang hoàn toàn vỡ vụn trở về thành kim bài như trước rách nát tung tóe bỗng nhiên bay đến bên người của diệp phúc mặt kim bà này đã đánh mất hết tất cả uy năng bị ngọc thủ phật đà kia phế bỏ hoàn toàn uy lực của kim bài xóa đi sạch sẽ mà ngọc thủ phật đà kia cũng rách nát bị kim bài xóa đi không ít uy năng kim bài bị hủy giờ phúc gần như đối mặt với kết cục phải chết giết đi đệ tử của tiểu quang minh thánh địa cực cực khổ khổ đào tạo ra mà đệ tử này lại là thể chất đặc thù tương lai gần như có thể trở thành vua hoàng có thể thấy tiểu quang minh thánh địa sẽ phẫn nộ ra sao cho dù là một thư ảnh bàn tay rách nát của phật đà nhưng cũng đủ để nghiền chết hắn trăm ngàn lần hạng tông chú đô thiên thập nhị thần sắt của triều mỗ uy lực như thế nào bên trong kim bài rách nát một nam tử anh tuấn áo trắng hơn Tuyết đột nhiên hiện ra, nhìn về phía Diệp Húc cười ha ha mà nói: "Hạng Tông chủ, Triệu Mỗ của ngươi định ra ba chiêu chi ước, hiện giờ Triệu Mỗ đã thắng, mong Tông chủ hết lòng tuân thủ lời hứa." à, ngươi, ngươi không phải Hạng Tông chủ, ngươi là ai?" Ngọc Thủ Phật Đà đột nhiên dừng trên không trung, từ từ chữa trị tổn hại trên bàn tay cũng đang từ từ khôi phục. Kinh khí mà Ngọc Thủ phát ra bao phủ phạm vi 10 dặm, trong vòng 10 dặm đấy, thiên địa kiên cố như bàn thạch gần như bị ngưng kết thành khối thép bền chắc, thậm chí cả Diệp Húc cũng bị giam cầm không thể động đậy. Nam tử áo trắng anh tuấn kia ngẩng đầu, nhìn hướng Ngọc Thủ Phật Đà, trong mắt tuôn ra sát ý vô tận, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân từ người hắn ta phát ra, giống như một vị vua hùng bá thiên hạ, có tài trí mưu lược kiệt xuất vậy. Ngọc Phật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ư? Triệu Mỗ tung hành cả đời, gặp qua kiều đính, gặp qua luân hồi thiên bàn, gặp qua Vũ đạo thiên ma kính, còn chưa gặp qua cấm bảo chính đạo, hạng tông chú người đem cấm bảo tiểu quang minh thánh địa tới đây là để khảo cứu triệu mẫu hay sao diệp phúc chố mắt đứng nhìn luồng thần hồn này của thủy hoàng đế không ngờ không hề máy móc lặp lại hai câu nói trước kia nữa mà bắt đầu nói ra những lời khác ta đã biết trước kia có tông chủ kim bài chấn áp thần hồn của ông ta khiến ông ta vô tri vô giác mà hiện giờ kim bài bị hủy kim bài mà tông chủ trước luyện chế mất hết uy năng thần trí của thủy hoàng đế cũng tỉnh tháo trở lại rồi Diệp Phúc trong lòng không khỏi chờ mong vạn phần, chờ mong vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất một thế hệ này có thể đại triển hùng phong, giúp hắn vượt qua một cửa này. Luồng tinh hồn của tỷ hoàng đế kia cất đến cười to, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tức giận mà nói: Ngọc lâu của ta đâu? Ngọc lâu của ta đâu? Tu vi của ta đâu rồi? Tu vi của ta đâu? Lại còn vũ bảo của ta đâu rồi? Chết tiệt! Là kẻ nào trộm đi đôi thiên thập nhị đồng nhân của ta? Còn có thân thể của ta đâu rồi? Thân thể ta đâu? Ai? Là ai? Là ai trộm thân thể của ta đi rồi? Hắn ta thét to đến lắm. Là... Diệp Húc ngẩn ra, lập tức liền hiểu. Vì thì hoàng đế này chỉ có một luồng tinh hồn về nhốt trong kim bài. Cần thân thể, không có thân thể. Cần vu bảo, không có vu bảo. Cần tu vi, không tu vi. Vì này chỉ là một luồng tinh hồn mà không phải là thì hoàng đế sống lại. Nếu muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu tử, cho ta mượn tu vi của ngươi. Ta trụ tập đô tiên thập nhị đồng nhân của ta đến trợ chắn luồng tinh hồn của thủy hoàng đế đột nhiên nhìn hướng diệp phúc sắc mặt đột nhiên kịch biến thất thanh mà nói không xong hồn phách của ta sao lại tán loạn như thế này rồi không còn kịp rồi trốn trước đã tiểu tử ta chuyển cho ngươi đôi thiên thập nhị thần sát nhanh mang ta rời đi chờ tìm thân thể về tiếp tục so đấu với cái phật thi phật thi kia vậy hắn điểm vào mi tâm diệp phúc lập tức vô số trí nhớ vô số tri thức chưa vào trong não của diệp phúc luồng tinh hồn thủy hoàng đế thu ngón tay lại hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong kim bài rách nát kia biến mất không thấy đâu nữa trong đầu của diệp phúc lập tức xuất hiện từng thiên pháp môn huyền ảo bá đạo đúng là con cháu trung tâm của hoàng thất đại tần là tần hoàng mới có tư cách tu luyện đôi thiên thập nhị thần sát môn cấm pháp này ảo diệu vô cùng chỉ một nửa khoảnh khắc hắn căn bản không thể suy xét thấu triệt không khỏi kêu khổ trong lòng thì hoàng đế hồ đồ trong thời gian ngắn như vậy ta sao có thể tu thành đôi thiên thập nhị thần sát triệu tập đôi thiên thập nhị đồng nhân được đây bàn tay phật đà cuối cùng cũng chữa trị xong trắng nõn như ngọc giống như thiên địa nghiêng ngả áp chế một kích này nếu như chứng thực diệp phúc dám khẳng định mình chắc chắn sẽ thi cốt không còn lại vào lúc này đột nhiên một thân hình hùng tráng một quyền đánh phá giam cầm của ngọc thủ phật đà xông vào trong mảng đất trời bị phong ấn này vài bước liền đi đến bên người diệp phúc một tay bắt lấy hắn khiêng lên vai liền chạy hữu tài huynh hữu tài huynh khoa phủ mão một tay cầm phù tang kim trường một tay khiêng diệp húc lao đi như điên trong nháy mắt liền chạy ra khỏi phạm vi công kích của bàn tay phật đà giống như một con vượn nhảy đi vậy ầm một tiếng ngọc thủ phật đà kia hạ xuống vị trí bọn họ vừa ở phiến sa mạc rộng lớn hơn 10 dặm kia lập tức hoàn toàn bốc hơi trên mặt đất chỉ lưu lại một cái cử động lớn là huynh là hữu thầy huynh sao diệp phúc ổn định lại tâm thần dư âm cực lớn tấn công khắp nơi thậm chí cả khoa phụ cũng không chịu nổi bị đánh bay đi giống như một con diều lọt vào trong bão bị thổi ra xa người ở giữa không trung liền nôn ra một khẩu máu sắc mặt tái nhợt diệp phúc cũng bị chấn cho trọng thương trước mắt tối dại hắn liền ngất đi à, ta là khoa phụ đầu tiên bay lên trời tuy là bị người đánh bay thế nhưng khoa phụ máu miệng hộc máu vẫn kiêng diệp phúc trên vai chỉ thấy bản thân vẫn đang khống chế thân thể bị kình khí đánh bay đi phía trước trong lòng thầm nghĩ bàn tay Phật Đà kia chụp vỡ đại mạc phía dưới, lập tức tiêu tán. Sau một lúc lâu, chỉ thấy vài vị cao thủ tiểu quang minh thánh địa đỉnh đầu đính bảo tháp tới, nhìn cử động tối om phía dưới, hồi lâu không có nói gì. Chúng ta tới chậm một bước rồi. Một vũ sĩ trung niên mặt mang vẻ tận thế đi tới, thở dài nói. Một lão già tóc trắng xóa bi phẫn nói: "Ma đầu, thật sự là ma đầu, ngay cả đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa ta cũng bị kẻ này chém giết, cái tên tiểu ma đầu kia rốt cuộc là ai?" chẳng lẽ là đệ tử bồi dưỡng bí mật của ma đáo chuyên dùng để đối phó với đều đồ đế úc khánh sơn của ta hay sao hắn có thể thao túng vu báo liều mạng với chúng ta kẻ này không phải đặng nguyên giác hoàng tuyển ma tông cũng là hầu nhân vực rồi nghe nói hai người kia là một trong những đệ tử xuất sắc nhất ma tông tu thành nguyên thần không hề kém chúng ta chút nào cả cũng có vô số bảo vật ở trong tay nếu như úc khánh sơn gặp phải hai kẻ này quả thật không còn đường sống trong đó hầu nhân vực cũng có thể chất đặc thù là nhân vật lợi hại có thể vấn đỉnh vu hoàng tương lai hoàng tuyển ma tông muốn khai sáng với tiểu quang minh thánh địa chúng ta hay sao cũng may thi thể của úc khánh sơn không bị người này thu đi chỉ sợ kẻ này không phải hầu nhân vực mà là đạo nguyên giác rồi không biết bí mật lớn nhất của thể chất đặc thù một vị cao thủ tiểu quang minh thánh địa trong đó rơi ra một chiêu chỉ thấy bên trong cửa động tối om kia thi thể của úc khánh sơn từ từ nổi lên đầu của hắn bị mấy người kia trực tiếp bỏ qua ánh mắt dừng trên đan điền của hắn thể chất đặc thù quý báu nhất chính là nguyên thần và tinh khí úc khánh sơn chính là mộc đức cú mang chi thể nguyên thần cậu ta chính là mộc đức đại đế trong ngũ đức đại đế cổ nguyên thần cú mang tinh khí trong cơ thể cũng là tinh khí cú mang đại đế có được một loại nguyên thần và tinh khí này liền có tư tư bản để vấn đỉnh vua hoàng thậm chí là thiên đế kìa một vị trưởng lão thánh địa giơ tay chụp tới đan điền úc khánh sơn chỉ thấy trong đan điền úc khánh sơn một gốc cây xanh mượt bị hắn ta móc ra gốc quái thụ này ngàn chi ngàn cành vô số rễ lăng không bay múa xoẹt một tiếng đâm vào trong lòng bàn tay chân nguyên của vị trưởng lão kia không ngừng hấp thu chân nguyên trong chớp mắt liền hút khô bàn tay đấy quái thụ thoát thân lập tức bay lên trời cao lại bị mọi người liên thủ chặn lại không cho nó chạy mất mọi người cẩn thận tu hồi quái thụ đựng vào trong một kiện vu bảo hình bình ngọc lướt nhau nhẹ nhàng thở ra cười nói có nguyên thần tinh khí cú mang đại đế chỉ cần đánh nhốt vào trong cơ thể một gã đệ tử thiên tài hơn người có thể bồi dưỡng ra một gã úc khánh sơn khác cũng không nói chơi đâu hè đáng tiếc úc khánh sơn và thiên đạo tông nguyên thủy thánh tông có quan hệ không móng dù là có bồi dưỡng ra một gã đệ tử có mục đức cú mang chi thế cũng không thể kế thừa loại quan hệ này được huống chi úc khánh sơn đạt được quân thân tiên tháp chín tầng trong đó cấm pháp cũng không có lưu lại đáng tiếc đáng tiếc mà thù này nhất định phải báo cái tên tiểu tử giết túc khánh sơn kia bất kể là hầu nhân vật hay đặng nguyên giác hay là kẻ nào khác đều phải chết cả sau khi chúng ta trở về thánh địa lập tức liên hợp thiên đạo tông nguyên thủy thánh tông ban bố chu sắt lãnh trừ phi hắn trốn ở trong hoàng tuyển ma tông không có ra ngoài nếu không dám rời núi một bước liền làm cho hắn chết không có chỗ trốn cũng trong lúc đấy ta đây là đang ở nơi nào Giờ phúc từ mê man tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Trước mắt tối om, nhưng bên tai lại liên tục truyền đến những tiếng dị thú giống, lại có tiếng chim hót, có cả hương hoa truyền đến, không khỏi nghi hoặc mà nói. Sức sống mỏng manh từ trong ngọc lâu của hắn truyền đến, không ngừng chữa trị tổn thương trên thân thể. Cho dù thương thể của hắn có nặng, hiện giờ cũng đã khỏi gần hết. À, dẹp lão đệ, người tỉnh rồi sao? Bên tai của hắn truyền đến một giọng nói hào hùng. Giọng nói này cực kỳ quen tai, đúng là khoa phụ mão vỗ thật mạnh vào bờ vai của hắn cười ha ha mà nói hey, thân thể của ngươi quả thật là đủ mạnh chỉ là kém ta vài phần mà thôi nếu ngươi đã tỉnh lại rồi Công bằng chúng ta sau đó một chút nào diệp phúc cười khổ gân cốt hắn hầu như bị người ta đánh vỡ lắc lắc đầu nói khoa phụ tộc các huynh dị bẩm trời sinh sức mạnh to lớn vô cùng ta sao có thể là đối thủ của Hiếu tài huynh được mà nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy sao nơi này ư ừ, chính là vân mộng chính là đầm lầy Lão đệ thế nào nhà ta có độ sộ hay không Khoa phụ mão đắc ý rào rạt cười nói Khoa phụ tộc chúng ta tuy rằng không thể bay lên trời cao Nhưng lại ở trên không trung Gốc cây phủ tang này chính là tổ tiên ta ở trong thăng cốc đấu với đông hoàng gia cưỡng ép mà đoạt được Bị tổ tiên nhà ta luyện thành cấm bảo Diệp Phúc ánh mắt mở mịt Trước mắt tối tăm Đột nhiên trong lòng khẽ động liền cười nói Hiểu tài huynh hiện giờ là buổi tối hay sao hiện giờ là ban ngày mặt trời bên ngoài đều chiếu đến bông rồi kìa có cây phù tang ở đây cho dù là đêm tối khoa phụ gia ta cũng là đèn chiếu sáng như ban ngày vậy khoa phụ mão lại nhảy nói không ngừng sau một lúc lâu mới im miệng hắn cười nói <cười> lão đệ ngươi không nhìn thấy sao giờ phúc nâng hai tay lên đặt trước mắt trầm mặc một lúc nghiêm nghị mà nói ta ngay cả chính tay của mình đều không có thấy đôi mắt của ta hắn thần sắc đờ đẫn phun ra hai chữ mù rồi hắn vận dụng âm dương nhị khí quá lâu thân mình liền đối với đôi mắt chính là một gánh nặng lớn lại bị dư âm của ngọc thủ phật đà đánh cho trọng thương khiến cho hai mắt của hắn bị thương lại càng nặng hơn rứt cuộc cũng mù dù là sức sống bừng bừng truyền đến từ trong ngọc lâu cũng không thể chữa trị được khoa phủ mão im lặng một lát lại là nhảy không sao không sao hai mắt dù mù vẫn có thể trở thành vũ sĩ có rảnh chúng ta tiếp tục so đấu với nhau Diệp Húc cũng không để ý đến hắn, tâm niệm khẽ động, ngọc lâu từ trong đan điền hiện lên. Một kiện vu bảo bị hắn tế ra, hắn lấy vu bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con người, cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ thấy hắn đang ở trong một căn phòng gỗ thật lớn, căn phòng này lớn đến không thể tưởng tượng được, giống như một cung điện của người khổng lồ. Bất cứ thứ gì trong phòng đều so với đồ của nhà bình thường phải lớn gấp mấy lần. Bất kể là bàn trà, ghế ngồi hay bát đĩa đều so với những thứ Diệp Húc từng thấy lớn hơn rất nhiều một cái bát ngọc thậm chí còn to như một cái chậu rửa mặt mà lúc này hắn đang nằm trên một cái sạp gỗ cái sạp gỗ này cũng lớn cực kỳ hắn như một đứa trẻ chỉ chiếm một góc nhỏ của cái sạp gỗ đó ở bên người của hắn còn có một thùng sắt cực lớn phía dưới những hỏa tinh nhỏ như bàn tay hừng hực bốc cháy những tiểu hoa tinh lùi tới lui đi đun cho thang dược bên trong sôi lên ngục khoa phủ mão ngồi bên trong thùng sắt đó tên chàng hắn này cũng bị trọng thương còn có thể động một tay buồn chán chộp tới chụp lui khoa phụ mão vì cứu hắn cũng bị ngọc thủ phật đà đánh cho bị thương cùng hắn tính dưỡng chữa thương trong một phòng bệnh diệp phúc thao túng kiện vũ bảo này bay ra phòng chỉ thấy bên ngoài mây trắng từ từ trôi trời xanh trên cao mà cái phòng bệnh này ở trên trời xanh được kiến tạo trên một cành cây của một gốc đại thụ thật lớn phía dưới là vực sâu vạn trượng cao không thể đếm được mà trên những cành cây khác hàng đống phòng gỗ được kiến tạo trên trời cao vạn trượng này thậm chí còn có một tòa thành thị gốc đại thụ này lớn đến không thể tin nổi đỏ như lửa tản ra hào quang và nhiệt lượng vô cùng vô tận mặc dù là một cành nhỏ nhất ở bên trên cũng là một đống phòng to phòng ở thật lớn khoa phụ khoa phụ xa xa có mấy thằng nhóc khoa phụ tộc so với người trưởng thành còn cao lớn hơn đang chạy như bay trên cành cây trong miệng truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ diệp húc nhìn hướng xa xa chỉ thấy dãy núi liên miên chập trùng từng đám mây trắng bồng bềnh trên sườn núi tất cả đều ở dưới chân của hắn đẹp không sao tả xiết thi thoảng có mấy con yêu cầm từ giữa khung trung bay qua phát ra những tiếng hót cao vút đâm lấy đâm lấy những con yêu cầm đó nói nơi này chính là vân mộng một thế giới như mộng như ảo như tiên cảnh xinh đẹp nhất trong thần thoại cảnh sắc tuy rằng đẹp đến kinh tâm đẹp đến động phách nhưng diệp phúc lại không hề có chút vui sướng những cảnh sắc được hắn thu vào trong mắt đó chỉ là nhờ dùng nguyên thần và vu bảo để thấy dù sao không có sinh động chân thật bằng tận mắt nhìn đến sao cậu lại ra đây vậy quay về một cô nương khoa phụ cao lớn thô kịch đi tới tóc buộc thành hai bím to lắc đến lắc đi cô ta một tay bưng một chậu gỗ to đến kỳ cục tay kia đưa ta bắt lấy kiện vu bảo kia của diệp phúc dùng sức rung lên liền dung cho nguyên thần của hắn thoát ra khỏi vu bảo trở lại trong cơ thể vị cô nương này đi vào trong phòng bệnh trả lại vua bảo cho diệp phúc lập tức đổ hết dược tài ở trong chậu gỗ và trong thùng sắt sau đấy lấy chậu gỗ đậy lên đầu của khoa phụ mão xoay người nhìn về phía diệp phúc giọng nói to chấn cho màng tai của hắn ong ong cả lên nhóc con hai mắt của cậu nhập âm dương dị khí lúc này từng đợt từng đợt âm dương dị khí xâm nhập vào trong mắt của cậu gánh vác quá lớn đã mù rồi muốn chữa khỏi không khó ta có bao loại phương pháp cũng có thể trị liệu diệp phúc trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng vội vàng ngồi dậy cẩn thận lắng nghe Thứ nhất là tìm được bất tử tháo Dùng bất tử tháo trị liệt tật mắt Có thể làm cho hai mắt của cậu giống như hai mặt trời nhỏ Mở mắt ra có thể bắn ra từng luồng kim quang Nhưng bất tử tháo đã tuyệt tích rồi Bà cô ta tìm cả trăm năm Đều không được nửa cây nào cả Vì cô nương khoa phụ tộc này Thấy khoa phụ mão định bỏ chậu gỗ ra Một cái tát đánh qua Ấn đầu của anh ta vào trong chậu rực thang Chỉ còn đôi tay vùng vẫy bên ngoài Trong thùng dược phát ra những tiếng chuỗi bọt khí pang pang nổ tung Tiểu Mão Mão, cậu bị thương rất nặng đấy, thành thật một chút cho cô. Sức mạnh của cô nương này quả thực giống như mấy trăm con man long, chỉ cho khoa phụ mão phải ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu cười nói với Diệp Húc. Ở phương pháp thứ hai, đó là móc của hai mắt cậu xuống, ta thay cho cậu một đôi long nhãn. Nàng ta bước đến từng bước rồi nói, bất tử tháo, thật sự tìm quá khó, không bằng dùng long nhãn đi. Long nhãn rất to, ước chừng to bằng cái chậu gỗ này này. Dáng người của cậu nhỏ như vậy, Thay đôi mắt đó vào Rất dễ hấp dẫn các cô gái kia Diệp Phúc không khỏi dùng mình một cái Vội vắng lắc đầu Ở Cô nương còn có lại phương pháp thứ ba hay không vậy Vị cô nương qua phụ tộc này thở dài Dường như đang tức hận Sao hắn không chịu đổi một đôi long nhãn Mệt mỏi mà nói <laughs> Phương pháp thứ ba rất đơn giản Cũng là đơn giản nhất kìa Không có kỹ thuật nhất Không đáng để thần y ta đây động thủ Cậu tăng tu vi tới cảnh giới Đủ để có thể dễ dàng khống chế âm dương nhị khí hai mắt tự nhiên sẽ hồi phục thị lực thôi cậu cậu thật sự không muốn đổi một đôi long nhãn hay sao rất lớn đấy được câu trả lời chối bỏ rồi cô nàng bất mãn rời khỏi phòng bệnh khoa phụ mão từ trong thùng sắt thò đầu ra cười ha ha mà nói <laughs> diệp lão đệ vị này chính là đại vui khoa phụ minh nguyệt của khoa phụ tộc chúng ta đấy là người có y thật cao nhất ở đây cô ấy giỏi y thuật lại xinh đẹp chính là viên minh châu của khoa phụ tộc ta đáng tiếc nếu không phải ta đã có người trong lòng rồi Nhất định phải cưới cô ta làm vợ Khoa phụ mão tiếp tục là nhảy Diệp Phúc thật sự hoài nghi Minh Nguyệt ấn anh ta vào trong thùng Không phải vì trị liệu tương thế cho anh ta Mà là miễn cho người này mở miệng là nhảy suốt như thế Tăng tù vi tới cảnh giới Có thể khống chế âm dương nhị khí sao Cái này thật đơn giản Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng khi Diệp Phúc chân chính bắt đầu tu luyện mới phát hiện ra hiện giờ mình nâng cao tu vi không thực tế biết bao. Kiểu đỉnh của hắn bị cường giả thế hệ trước của tiểu quang minh thánh địa triệu tập ngọc thủ phật đà đánh nát. Chín con sông chân nguyên đều bị hạn chế. Đừng nói là nâng cao tu vi hiện giờ hắn có thể khống chế tu vi không mất đi đều cực kỳ khó khăn. Trước tiên luyện chế kiểu đỉnh chứa đựng chân nguyên sau đó mới có thể đột phá được tiến vào huyễn đan kỳ luyện hóa chân nguyên thành huyễn đan cho nên luyện chế kiều đỉnh là chuyện cấp bách trước mắt cũng may tuy rằng kiều đỉnh của ta bị hủy nhưng cướp đoạt úc khánh sơn rồi tao đạt được không ít bảo vật những bảo vật đó mỗi một món đều đủ cho ta luyện chế thành kiều đỉnh hiểu tài huynh trong tộc các huynh có nơi nào có thể dùng để luyện chế vua bảo hay không vậy diệp Phúc tế khởi một kiện vua bảo quan sát ở xung quanh phát hiện căn phòng này không phải nơi thích hợp để luyện bảo mà là ở nơi khác cho nên lập tức hỏi hiện tại hắn chỉ có thể dùng vua bảo và nguyên thần thay thế đôi mắt nhìn mọi vật xung quanh hành động có chút không tiến khoa phủ mão đặt chỗ gỗ sang một bên cười nói ở chỗ phủ tăng nở hoa chính là phòng luyện bảo của khoa phụ tộc ta kìa luyện chế vũ bảo ở nơi đó so với nơi khác nhanh hơn rất nhiều hơn nữa chất lượng vũ bảo luyện chế cũng hơn xa nơi khác kìa nhưng mà cậu là người ngoài hoa phủ tăng sẽ không mở ra với cậu đâu chờ thương thế của ta khỏi hắn để ta mang cậu đi diệp phúc ở trong phòng bệnh làm bạn với khoa Phủ mão hắn sửa sang lại thu hoạch trong ngọc lâu từ trong tay của úc khánh sơn hắn đạt được không chỉ có mấy trăm kiện vu bảo có chất lượng cực cao đồng thời cũng chiếm được truyền thừa của cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba và thứ 4 úc khánh sơn chỉ tu luyện đến tam lan cảnh lại có thể mang theo nguyên công cuốn thứ 4 đi ra hiển nhiên tiểu quang minh thánh địa cực kỳ coi trọng người này rất kỳ vọng vào hắn cho rằng lần này hắn đi ra chắc chắn có thể bước vào tam thai cảnh úc khánh sơn đích xác là lúc cuối cùng tu luyện đến tam thai cảnh chẳng qua hắn vừa mới đột phá liền bị ta giết rồi Ngoại trừ kiểu chuyển nguyên công, Úc Khánh Sơn còn có những pháp môn tu luyện khác nữa, trong đó có thiên đạo kinh cấm chấn pháp, chấn giáo của thiên đạo tông. Trong đó, lần có loại tế luyện chi pháp hùng mạnh cực kỳ thiên đạo gia hóa thiên. Còn có cấm pháp nguyên thủy thánh tông, nguyên thủy ngọc hư kinh. Nhưng bất luận là thiên đạo kinh hay nguyên thủy ngọc hư cung, Úc Khánh Sơn đều không có đạt được cấm pháp đầy đủ, đều chỉ là tàn thiên. Chỉ có thể tu luyện đến tam đan cảnh, nguyên đan kỳ, liền không có tâm pháp tiếp sau nữa hai môn cấm pháp chính đạo này mặc dù là tốt nhưng trưởng nguyên thủy ngọc hư kinh có chút giá trị tham khảo với ta ra những thứ khác không hề có tác dụng gì mấy diệp phúc thầm nghĩ đối với hai môn cấm pháp không hoàn chỉnh này hắn cũng không định tu luyện tâm pháp mà hắn tu luyện đều là nhất mạch tướng thừa tỷ như ban đầu trở thành vũ sĩ tu luyện tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp dắt tiểu chu thiên tinh lực bồi nguyên cố cơ sau khi tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển dắt đại chu thiên tinh lực luyện thành chân nguyên hai loại cấm pháp này có quan hệ rõ ràng, mà hắn tam đan cảnh thì lên bắt đầu tu luyện di la thiên nguyên thủy bảo quyền, không hề dùng chu thiên tinh lực đến tu luyện tu vi. nhưng giữa di la thiên nguyên thủy bảo quyền và đại chu thiên tinh đấu cấm điển cũng có mối liên hệ sâu đậm, cần dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ để tế luyện tam đan cảnh chi bảo của hắn di la thiên địa pháp. chỉ có môn cấm pháp cửu chuyển nguyên công này không ở trong hệ thống đấy, nhưng hắn đã tu luyện từ khi còn nhỏ, phối hợp với vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện nên cũng rất được mà thiên đạo kinh thì cần học thuộc kinh điển nho vu đầu tiên biến mình thành bậc thầy uyên thâm sau đó tu luyện thiên đạo kinh mới đạt được thành tựu những kinh điển úc khánh sơn cất giữ đại đa số đều là giáo nghĩa của nho vu nghiên cứu thấu đáo những kinh nghĩa đó mất một khoảng thời gian quá dài hơn nữa giờ phúc cũng không định cải tà quy chính biến mình thành một gã đại nho miệng toàn chi hồ giả dã hắn lật nguyên thủy ngọc hư kinh dùng một kiện vu bảo và nguyên thần mà nhìn hắn cẩn thận xem qua thật lâu sau mới khép ba bốn cuốn kinh thư kia lại rồi thầm nghĩ nguyên thủy ngọc hư kinh cùng di la thiên nguyên thủy bảo quyển có rất nhiều chỗ cùng loại bất quá về tâm pháp tam đoan cánh đã có chút khác biệt rất nhỏ loại khác biệt này cũng giống như khác biệt giữa tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp và đại chu thiên tinh đấu cấm điển vậy nguyên thủy ngọc Khư kinh giống như bản đã giảm bớt của di la thiên nguyên thủy bảo quyển tuy rằng cũng là một môn cấm pháp nhưng luận uy lực luận thành tựu thì còn xa mới sánh bằng Di la thiên nguyên thủy bảo quyển Cấm pháp xem ra cũng có phần cao thấp Tỉ như tu luyện cấm pháp tiểu chu thiên tinh đấu vi trần Trăm năm tu luyện đến tam thần cảnh Mà đại chu thiên tinh đấu cấm điển Nó không chừng chỉ cần 10 năm Cũng là tam thần cảnh rồi Vũ sĩ tu luyện tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp Có thực lực chắc chắn sẽ không thể sánh bằng vũ sĩ Tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển được Giờ phúc nghĩ thông điểm này Trong lòng thấy thoải mái hơn Đặt nguyên thủy ngọc cơ kinh và thiên đạo kinh sang một bên Đi xem những thu hoạch khác Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 66 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại